ngồi xổm xuống vị trí sâu nhất mà vẫn đảm bảo bàn chân không đổ vào trong, gót chân không nhấc và gối mở theo hướng mũi chân, chống hai tay lên mu bàn chân. Xoay thân người và đưa một tay thẳng hướng lên trần nhà, giữ tại vị trí này một lúc rồi quay trở về và lặp lại cho đến khi đủ hiệp tập, rồi đổi sang bên tay còn lại.